Hôm nay đúng là một mình anh một kiểu rồi. Về mặt trang phục ấy, anh chưa bao giờ lo về em. Bởi vì em luôn biết cách làm mới mình đúng mực. Còn mỗi một trưa chủ nhật tới, anh lại không biết rằng là Puka sẽ chiêu đãi mình và khán giả trang phục gì đây, phong cách thời trang nào đây. Theo anh thì đây là một phong cách thời trang rất nặng đầu. Phong cách thời trang rất nặng đầu. Nặng đầu. Sao vậy anh? Bởi vì cái nơ kia của em làm cho anh có cảm giác như đầu em đang gánh mấy cân ở trên đầu. Hay là cái khăn mà chị làm chị xài xong gì để quên trên đó không chị? Không. Khăn không mặc được. Cái này là tóc của chị mà. Cái này lấy là xuống cho. Để em lấy xuống cho. Được giới thiệu diễn viên Hứa Minh Đạt. Vậy thì bạn đánh giá thế nào về giác quan thứ 6 của vợ bạn? Thực ra là... trời ơi nhấn quá. Trời ơi nhấn quá chắc sợ vợ lắm nè. Lâm Mỹ Dạ cũng nói luôn một câu là chồng em với ai em không biết, nhưng với em là sợ tuyệt đối. Sợ tuyệt đối. Thì bây giờ bạn đánh giá thế nào? Khó trả lời á. Bây giờ mà trả lời thật á thì nhục, nhưng mà trả lời giả về vợ chửi. Về vợ chửi. Về vợ chửi. Em à, anh rất là nể em. Em à, anh không sợ anh. Em đừng có mà dọa anh. Anh yêu của em ơi. Ôi vậy. Ôi vậy. Em biết là anh đang nhắc về em có đúng như vậy không? Ở trong chương trình này toàn là anh chị em thân thiết và yêu thương em. Cho nên hãy cẩn thận cái mồm đáng yêu của anh nhé. Anh không thể nào thoát khỏi em đâu. Chị Dạ hay là chị Quỷ vậy? Dạ chị Ma Gia, sợ quá vậy. Anh cũng muốn suy nghĩ là số 1 hoặc là số 4. Tại sao? Tại vì hơi dài á, tại phụ nữ người ta hơi rất dài. Anh ở nhà anh nghe bé Dạ chửi hơi rất dài. Người ta nói nghe cả ngày. Lia lịa. Đâu vậy, phụ nữ hơi dài, chỉ có hai người phụ nữ. Có thêm 10 triệu thì càng tốt, mà không có thì cũng chẳng áp lực gì. Mà vốn dĩ mình là chuyển phát nhanh, chỉ là mang tiền về cho vợ hoặc không mang về thôi, chứ có phải của mình đâu. Cũng áp lực đó anh, ví dụ mà chuyển mà không đủ á, cũng áp lực lắm. Mình chuyển nhiều á thì mình được thương hơn. Dạ. Mình chuyển ít thì nó lại vơi đi ha. Vơi đi. Nó vô càng nhiều càng tốt. Khi cầm vô cái có bỏ riêng không đây? Có bỏ riêng không đây? Sao có nhiều đây? Áp lực chết được. Thiệt luôn á.